Minh Thiện và Thư Kiều kính chào bà con và quý khán giả đã chọn xem kênh truyền hình của chúng tôi. Bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay tiếp tục mang đến cho bà con những thông tin nông nghiệp hữu ích. Thông tin giá cả nông sản, không khí sản xuất hàng Tết và các mô hình sản xuất hiệu quả được tổng hợp nhanh sau đây. Cà phê, hồ tiêu, mặt hàng chủ lực của Tây Nguyên, bà con có một năm buồn vì giá rất thấp, giá trị xuất khẩu giảm. Nhưng năm 2018, xuất khẩu nông sản nước ta đã vượt mức 40 tỷ đô la Mỹ, con số kỷ lục. Niềm vui cuối năm, nông dân trồng mãng cầu xiêm Hậu Giang đã giao 60 tấn mãng cầu xiêm cho công ty Tiến Thịnh. 17.000 chậu mai vàng của một hợp tác xã tại Hậu Giang được chăm sóc tốt đón Tết. Trong khi đó, Qua Hạnh Phúc rất hút hàng từ Đà Lạt dịp Giáng sinh và cận Tết. Lâm Đồng là một trong 46 tỉnh thành của cả nước không để nợ vốn xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã thực hiện đồng bộ những giải pháp nào? Mời bà con đón xem ở tiểu mục Nông nghiệp trên đường phát triển. Kính thưa bà con và quý khán giả, giá hồ tiêu tại khu vực Tây Nguyên và miền Nam đang đi ngang vào dịp cuối năm. Hiện mặt hàng này dao động ở mức từ 53 cho đến 55 ngàn đồng một ký. Nếu 4 năm liên tục hồ tiêu đạt kim ngạch trên 1 tỷ đô la Mỹ thì năm 2018 xuất khẩu hạt tiêu chỉ còn 800 triệu đô la Mỹ. Sản lượng tiêu xuất khẩu liên tục tăng nhưng giá trị ngày càng giảm khiến cho cả nông dân và doanh nghiệp đều lo lắng. Người trồng tiêu hiện đã không có lời. Việt Nam đã 18 năm giữ vững vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu hồ tiêu và đã 4 năm có tên trong câu lạc bộ nông sản trên 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu như năm 2001, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam mới chỉ đạt 50.000 tấn, thì đến nay, lượng hồ tiêu xuất khẩu đã vượt qua mốc 200.000 tấn, chiếm trên 60% sản lượng tiêu thương mại trên toàn thế giới. Hồ tiêu Việt Nam đã có mặt tại hơn 100 quốc gia vùng lãnh thổ. Với nhu cầu tiêu dùng hồ tiêu toàn cầu được dự báo tăng khoảng 2% mỗi năm, ngành hồ tiêu đã được chính phủ hoạch định là một trong 10 ngành nông sản có lợi thế xuất khẩu của Việt Nam. Mỹ, Ấn Độ và Pakistan vẫn là ba thị trường chính của tiêu Việt Nam. Trong vụ mùa 2018-2019, Việt Nam có khoảng 100.000 hecta hồ tiêu cho thu hoạch với năng suất trung bình khoảng 24,7 tạ một hecta, tương đương sản lượng khoảng 247.000 hecta. Đáng chú ý, trong khi giá hồ tiêu vẫn ở mức rất thấp thì chi phí sản xuất hồ tiêu lại có chiều hướng tăng lên. Để cải thiện giá tiêu, theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, cách duy nhất là nâng cao chất lượng sản phẩm. So với tháng trước đó, cà phê vối nhân xu tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 700 đến 900 đồng một ký, xuống còn 34.600 đến 35.200 đồng một ký. Đợt khủng hoảng giá cà phê trong năm vừa qua đã gây thiệt hại cho ngành khoảng 2.500 đến 3.000 tỷ đồng. Chi phí sản xuất cho một ký cà phê là 35.000 đồng. Trong khi đó, giá bán có lúc giảm tới mức dưới 32.000 đồng một ký. Điều này khiến người dân phải chịu thua lỗ. Nhìn toàn cảnh bức tranh sản xuất, xuất khẩu cà phê năm nay dễ thấy. Giá cà phê giảm sâu, chủ yếu là bởi chịu ảnh hưởng từ đà lao dốc giá cà phê thế giới. Dự báo niên vụ 2018-2019, sản lượng cà phê sẽ giảm khoảng 20%, xuống còn 1.200.000 tấn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo giá cà phê thời gian tới sẽ khó khởi sắc do sản lượng vụ cà phê mới năm nay của Brazil. Sau khi đáp ứng đủ cho nhu cầu trong nước, được cho là dư thừa khoảng 4-5 triệu bao xuất khẩu. Kính thưa bà con, giá cà phê sau khi bất ngờ giảm mạnh vào cuối tuần thì đã tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá cà phê nguyên liệu tăng nhẹ 100 đồng một ký. Hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 31.900 đồng cho đến 32.800 đồng một ký. Mặc dù hai mặt hàng chủ lực xuất khẩu cà phê, hồ tiêu có sụt giảm về giá trị, nhưng nhìn chung xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp năm nay tăng vượt mong đợi. Theo báo cáo mới đây được công bố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước tính kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam năm 2018 đã vượt kỷ lục là 40 tỷ đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá mặc dù có áp lực lớn từ sự cạnh tranh thị trường và sự giảm sút về giá thị trường thế giới của nhiều mặt hàng cây công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam vẫn có sự vươn lên khá mạnh mẽ. Con số kim ngạch xuất khẩu đạt được năm 2018 là kỷ lục của ngành nông nghiệp Việt Nam, khẳng định vị thế cường quốc về xuất khẩu nông sản trên thế giới. Kết quả này đạt được trong bối cảnh thị trường thế giới năm 2018 có nhiều biến động. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thị phần xuất khẩu đều duy trì, củng cố và mở rộng. Năm thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, ASEAN và Hàn Quốc.
Một thông tin vui, dịp cuối năm đối với nhà vườn ở Hậu Giang, theo hợp đồng được ký kết thì vụ mãng cầu sim năm 2018-2019 này, hợp tác xã mãng cầu sim Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp sẽ giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến nông sản Tiến Thịnh 500 tấn mãng cầu sim với giá bao tiêu là 9.000 đồng một ký. Sau gần một tháng hợp đồng đã được ký kết, hợp tác xã đã giao cho công ty được 60 tấn mãng cầu sim. Việc giao hàng cuối năm này như một sự khởi động tốt đẹp, thuận lợi cho cả mùa vụ. Ông Lâm Văn Diều, phó giám đốc hợp tác xã mãng cầu sim Hòa Mỹ cho biết, hiện vụ thu hoạch mãng cầu đang vào chính vụ. Trung bình mỗi ngày hợp tác xã giao cho công ty từ 2 tấn rưỡi đến 3 tấn trái, tăng gần 1 tấn một ngày so với tuần trước. Về chất lượng mãng cầu theo hợp đồng ký kết là mãng cầu loại 2, nên nhà vườn có thể phân loại mãng cầu loại 1 bán cho thương lái để tăng thêm thu nhập. Về phương thức thanh toán, mỗi tuần công ty sẽ hạch toán số lượng và chi trả cho hợp tác xã một lần để trả cho nhà vườn. Với tiến độ giao hàng như hiện nay, hơn 4 tháng nữa, hợp tác xã sẽ trao đủ số lượng mãng cầu sim cho công ty theo hợp đồng ký kết. Thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề cũng là lúc người trồng mai ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang tất bật chăm sóc những chậu mai phục vụ cho nhu cầu người dân trong dịp Tết này. Hợp tác xã Mai Vàng Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành là hợp tác xã duy nhất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã sản xuất mai kiển phục vụ Tết cho thị trường các tỉnh lân cận. Mỗi năm thì hợp tác xã cung cấp trung bình trên 15.000 chậu do lượng xã viên tăng theo từng năm. Tính đến thời điểm này thì hợp tác xã đã có 31 thành viên. Sản lượng mai ước tính cho dịp Tết Nguyên đán 2019 là khoảng 17.000 chậu. Hiện nay, các xã viên hợp tác xã đã bắt đầu rửa gốc, tỉa cành, tạo dáng, phun thuốc để mai ra nụ kịp dịp Tết. Dự kiến bắt đầu cung ứng từ ngày 16 tháng Chạp âm lịch. Theo nhận định của người trồng mai, năm nay thời tiết khá thuận lợi cho việc chăm sóc mai ra qua đúng thời điểm. Nếu không xảy ra hiện tượng thời tiết bất thường, dự báo sản phẩm mai sẽ đạt chất lượng tốt, đồng đều. Hợp tác xã cung ứng cho thị trường khu vực đồng bằng sông Cửu Long, như Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang. Năm nay, thương lái các nơi đến liên hệ đặt hàng từ sớm. Ngoài trồng mai, hợp tác xã cũng nhận chăm sóc cho thuê mai trưng bày dịp Tết đối với những đối tượng khách hàng là công ty, doanh nghiệp. Đến Lâm Đồng vào thời gian này thì du khách sẽ bắt gặp nhiều hoa đẹp. Trong 3 tháng vừa qua, trang trại hoa và lá trang trí Linh Ngọc, thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, Đà Lạt thường xuyên không đủ sản lượng hoa mang tên là Hạnh Phúc để bán ra theo nhu cầu của thị trường. Thế là giống hoa nở thành từng chùm kết nối những đóa hoa chỉ bằng hạt tấm do trang trại Linh Ngọc nhập khẩu độc quyền từ Hà Lan, gồm có 3 màu sắc là hồng cánh sen, tím nhạt và hồng phai. Và hoa hạnh phúc trồng quanh năm, mỗi lứa thì khoảng 60 ngày. Hoa hạnh phúc rất là dễ trồng, dễ chăm sóc, lợi nhuận đạt trên dưới 50 triệu đồng 1.000 mét vuông cho 60 ngày. Mời bà con cùng xem một vài hình ảnh về hoa hạnh phúc sau đây. Hơn 2 năm qua, trang trại bố trí khuôn viên 1.600 mét vuông diện tích tại thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ nói trên để sản xuất các loại hoa lá trang trí nhập khẩu từ châu Âu. Trong đó có 500 mét vuông hoa hạnh phúc sau một thời gian xây dựng mô hình thử nghiệm thành công. Hoa hạnh phúc trồng bằng củ giống trên luống giá thể sơ dừa, bón phân hữu cơ, tưới nước mưa tích trữ trong ao hồ nhỏ, chăm sóc từ 50 đến 60 ngày sau bắt đầu thu hoạch. Mật độ trồng và thu hoạch khoảng gần 15 chậu một mét vuông. Mỗi chậu thu hoạch hơn 5 cành qua chùm, giữ được màu sắc qua tươi trên dưới 30 ngày. Hoa hạnh phúc bán ra từ 500 đến 600 chậu và hàng chục ngàn cành. Dự kiến của trang trại Linh Ngọc trong năm mới 2019 sẽ tiếp tục hợp tác liên kết với nông dân Đà Lạt, mở rộng diện tích trồng hoa hạnh phúc, đáp ứng thêm nhu cầu tiêu thụ rất lớn của thị trường trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Với giá cả, trong thời điểm thị trường hoa hạnh phúc chất lượng cao cuối tháng 12 năm 2018 là 100.000 đồng một chậu, nông dân có thể thu lãi trên dưới 50 triệu đồng 1.000 mét vuông trong thời gian 2 tháng sản xuất. Thưa bà con và quý khán giả, qua nhiều năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên một diện mạo cho các địa phương của tỉnh Lâm Đồng. Những công trình giao thông, công trình xây dựng thiết yếu đã góp phần giúp cho huyện Đơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Nguyên và nhiều xã trong tỉnh đạt các tiêu chí của chương trình. Nhưng quan trọng hơn hết là qua triển khai, nhờ quy động các nguồn lực, lấy người dân làm chủ thể, Lâm Đồng là một trong 46 tỉnh thành của cả nước không để nợ vốn xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên chương trình, mời bà con và quý khán giả cùng xem phóng sự sau đây. Con đường bê tông dẫn vào tổ dân phố Thành Kẻ, thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương giờ trở nên khang trang, sạch đẹp và cũng là niềm mơ ước sau bao năm sinh sống của người dân nơi đây. Nhưng hơn hết, con đường được hoàn thành từ cùng chốn đóng góp của người dân.
ngoài 236 triệu đồng từ nguồn vốn nhà nước hỗ trợ. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã đóng góp trên 300 triệu đồng xây dựng tuyến đường. Nói chung là bà con rất phấn khởi đồng tình vì con đường là mơ ước của tất cả nhiều người. Và cái đồng thời nữa là khi có con đường thì cái vận chuyển hàng hóa, dân sinh, kinh tế phát triển thì nói chung cái chỉ đạo của cấp trên là rất phù hợp với lòng dân, cho nên bà con ủng hộ rất tốt. Thế từ cái chỗ là dân biết, dân bàn, dân cùng làm, cho nên việc đóng tiền là rất suôn sẻ. Về cái vốn thì nhà nước cũng có giới hạn, cho nên là cũng xin từ những nguồn vốn là nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì nói chung khi về chúng tôi cũng đã họp các ban trong tổ dân phố, chi bộ tổ dân phố và triển khai cho đến tầng hộ dân. Và hầu như bà con ở trên địa bàn thì cũng rất tích cực. Vận động bà con thì đa số là cũng đồng tình. Những hộ khó khăn nhất họ cũng rất nhiệt tình trong vấn đề để thi công đường. Qua triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã huy động được hơn 57.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng, chiếm gần 12%, vốn tín dụng hơn 36.000 tỷ đồng, chiếm gần 60%, tổ chức doanh nghiệp gần 5.000 tỷ đồng, chiếm gần 10%. Huy động sức dân đóng góp trên 10.000 tỷ đồng để xây dựng nhiều tuyến đường dân sinh, công trình phúc lợi xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đưa 87 xã và huyện đơn dương đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh. Con số nêu trên cho thấy, nguồn lực xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng được huy động từ nhân dân là rất lớn và cũng đã thể hiện sự đồng thuận cao của nhân dân đối với chủ trương xây dựng chương trình. Đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới không chỉ hiện hữu trên những công trình mà tác động lan tỏa trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân địa phương. Đây chính là sức mạnh làm nên những thành công trong xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng. Năm nào thì chúng tôi thực hiện dứt điểm năm đó. Và hai nữa là khi đầu tư thì mình xác định cái lộ trình, cái thứ tự ưu tiên để cái gì cần thiết trước thì mình làm trước. Đấy. Thì làm để đâu dứt điểm đến đó mà không để dây dưa kéo dài. Đến thời điểm này, Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu Tây Nguyên về kết quả xây dựng nông thôn mới và là một trong 46 tỉnh thành của cả nước không để nợ vốn xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện được điều này, kinh nghiệm cho thấy, ngoài sự vào cuộc của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, thì tỉnh Lâm Đồng đã lấy người dân làm chủ thể, huy động sức dân là chính trong triển khai các công trình, nhất là xây dựng kiên cố hóa hệ thống giao thông và các công trình xây dựng cơ bản. Hầu hết các công trình khi được triển khai đều được công khai dân chủ theo phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Việc giám sát chất lượng công trình đều cho người dân địa phương thực hiện. Trong những giải pháp để xây dựng cái nông thôn mới thì phải nói là giải pháp đầu tiên là công tác tuyên truyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến với nhân dân. Và để nhân nhận thức, hiểu rõ được cái tầm giá trị và hiểu được xây dựng nông thôn mới là như thế nào và nhân dân phải làm là chính. Và nhà nước sẽ là hỗ trợ. Và khi mà có sự đồng thuận của nhân dân và nhân dân nhận thức ra và hiểu thì người ta sẽ đồng tình với mình để người ta đồng thuận cao và người ta làm hoàn thành rất là tốt. Tôi có quan điểm là có tiền thì mới làm, còn không có tiền thì chúng ta xác định đó là không thể triển khai được. Và đến nay thì huyện Ninh Dương các đề án về phát triển giao thông nông thôn đến thời gian này hoàn thành rất là tốt, kết quả đạt hiệu quả mỹ mãn. Bên cạnh việc huy động tổng nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, thì một trong những thành công của xây dựng nông thôn mới là làm thay đổi nhận thức của người dân nông thôn, tạo nên sức bật và làm thay đổi diện mạo của các vùng quê. Với thành công nêu trên là điều kiện hết sức thuận lợi để Lâm Đồng đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 110 xã và từ 6 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, tạo tiền đề xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển hiện đại, bền vững. Bản tin 365 ngày chuyển động sẽ được kết thúc tại đây. Nếu có ý kiến phản hồi hoặc là muốn tìm hiểu về những cây con giống, các mô hình sản xuất nào bà con thấy hay, muốn học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thì hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com, điện thoại 0263 3829 930. Xin kính chào tạm biệt.